là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Trong 5 năm qua, thành phố Hạ Long luôn là địa phương có số thu ngân sách cao nhất và chiếm tới 50% ngân sách của các địa phương đóng góp cho tỉnh. Để đạt được kết quả này, thành phố đã tập trung quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, tăng cường quản lý các hộ kinh doanh, đôn đốc nợ thuế, quản lý chặt chẽ các sắc thu lớn. Giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu trực tiếp thu của Hạ Long ước đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng bình quân 42% một năm. Là đô thị loại 1 với cơ cấu kinh tế dịch vụ chiếm vai trò chủ đạo, nguồn thu từ các hoạt động du lịch dịch vụ đóng vai trò then chốt cho ngân sách của thành phố Hạ Long. Trong 5 năm, Vịnh Hạ Long đã đón 16,7 triệu lượt khách tham quan, thu phí tham quan đạt 4.558 tỷ đồng, bằng 3 lần giai đoạn 2011-2015. Thay vì cái việc phải thu bán vé từ các điểm lẻ trên Vịnh Hạ Long thì bây giờ đã bán vé một lần trên các cảng du lịch. Việc này thì đã tạo được cái sự đồng thuận từ phía khách và thuận lợi cho khách khi việc mua vé và góp phần trong cái việc đảm bảo cho cái môi trường kinh doanh du lịch. Đặc biệt tại nghị quyết số 85 ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, với cơ chế nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long được điều tiết 100% cho thành phố Hạ Long để đầu tư các dự án trên bờ và dưới Vịnh Hạ Long, giúp thành phố Hạ Long từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng du lịch giao thông. Đây là nguồn vốn mồi để tăng thu hút đầu tư xã hội trên địa bàn. Trong giai đoạn 2016-2019, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hạ Long đạt trên 110.000 tỷ đồng. Được sự giúp đỡ của tỉnh và thành phố Hạ Long, thì những năm qua chúng tôi đã hoàn thành được rất nhiều nội dung nằm trong quy hoạch mà đã được cấp trên phê duyệt. Tất cả những công việc đó không phải là chúng tôi cứ mỗi một lần làm để phải đệ trình hoặc là ý kiến rồi là chờ cấp trên xuống để xem xét, nhưng bây giờ lại cấp trên lại trực tiếp đến hỏi han giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Tôi nghĩ đấy là một cái phong cách tác phong mới trong quá trình làm việc của lãnh đạo thành phố và của lãnh đạo tỉnh nhà. Nhiều những cái khách du lịch ở trong nước và nước ngoài, người ta đến đây người ta cảm thấy ngạc nhiên mà ngỡ ngàng về cái thay đổi của Hạ Long. Thế từ đó thì tôi nghĩ là không những là nó mang cái ý nghĩa về chính trị, kinh tế, nhưng mà đặc biệt nó còn góp phần để nâng cao cái đời sống về tinh thần của nhân dân thành phố Hạ Long nói chung và trong tỉnh Quảng Ninh. Từ đầu năm 2020, thực hiện nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh và nghị quyết số 18 của tỉnh ủy về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Đảng bộ thành phố Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long. Đây vừa là thời cơ nhưng cũng là thách thức đối với Đảng bộ thành phố Hạ Long trong thời gian tới. Cần phải duy trì phát huy được cái kết quả cải cách hành chính trong những năm qua. Nhưng trong thời gian tới phải làm tốt hơn để chúng ta tạo ra một môi trường thu hút các nhà đầu tư đến để đầu tư phát huy được cái thế mạnh của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long nay lại hòa nhập chung với cảnh quan thiên nhiên của rừng núi Đồng Sơn Kỳ Thượng và bản sắc văn hóa dân tộc của vùng cao. Thế và cùng với việc phát triển kinh tế xã hội thì phải làm tốt hơn chăm lo đời sống cho nhân dân, rút ngắn cái khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa khu vực đô thị với các xã vùng cao. Hạ Long với vai trò là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đủ tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Vì vậy, thành phố đã và đang thể hiện trách nhiệm tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện những nhiệm vụ mới, phức tạp, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.